các bạn ơi. Đấy, cà chua đây này. Cà chua mình rồng. Và rồng ở bờ ao mà nó nhiều quả như thế này các bạn này. Mình chỉ cần rồng mấy cây thôi, không cần nhiều đâu các bạn ạ. Chỉ cần có mấy cây này thôi là có thể gia đình nhà mình tha hồ mà ăn. Quả nào quả đấy bắt đầu nó mọng hết cả lên thế này. Làm giàn. Đây này các bạn ơi. Các bạn ơi, các bạn nhìn này. Các em nó nằm như ổ trứng gà này. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Đây, các bạn nhìn thấy cái chùm này thích chưa? Cà chua siêu quả đấy các bạn ạ. Vâng. Đấy. Ôi các bạn ơi, nhìn này. Đây có hai em nó chín rồi các bạn ơi. Hai em này nó chín rồi này. Đó. Ngon chưa? Thôi. Cháu động vào nó rụng mất một quả rồi. Nó đem nó gối vào đây chứ không phải nó rụng từ bao giờ rồi ạ. Vâng. Quả này cũng bắt đầu vàng vàng rồi. Đó. Này thau mà ăn. Các bạn nhìn này. Cà chua siêu quả nhà mình đấy. Vâng. Nó chưa có xương muối. Vâng. Bây giờ mới là cuối tháng 10. Bây giờ á? Cuối tháng 10 âm lịch. Đấy, thế mà cà chua thì quả nhung nhúc ra như thế này. Thế mà bắp cải thì tuy rằng rồng sớm này thì nó hơi khó chăm. Bởi vì nó chưa rét, cái bắp cải này là nó ưa rét cơ. Thế nhưng mà thôi thì rau của nhà, rau sạch, rau ngon thì đấy. Những cái bắp này chả đến hàng gần cân, được cân ấy, bắp kia phải hơn cân. Bắp to kia phải hơn cân. Đấy. Đấy. Bây giờ người ta cũng bán 10.000 một cân đấy. Đấy. Cân gì đâu. Đây bà lại gieo luống rau gì đây mà phủ kỹ thế này. Là sao? Luống rau mùi. Vâng. Đây này các bạn này. Các bạn muốn cho nó không mọc cỏ thì các bạn hãy gieo hạt theo kiểu như này cho mình nhé. Các bạn gieo hạt xong các bạn phủ chấu lên cho mình như thế này. Nên là cỏ nó sẽ không mọc được lên đâu các bạn. Rau của chúng ta thì vẫn mọc bình thường. Nhưng mà cỏ không mọc đâu. Đấy. Đây là luống rau cải ngọt. Còn đây là luống rau cải bẹ vàng. Đấy. Các bạn thấy không? Rau vẫn mọc ti ti lên nhưng mà cỏ không mọc nổi. Vừa giữ độ ẩm này, vừa khi chúng mình tưới là nó sẽ không bị bẩn rau này. Đấy, vừa không mọc cỏ dại này. Chấu có rất nhiều tác dụng các bạn ạ. Cái luống rau cải bẹ vàng này dày quá. Yeah. Còn đây là cái giống rau thầu lầu mà rau gọi là rau thòm bóp, rau ăn lẩu ấy các bạn. Ngon ơi là ngon. Ngon thật đấy. Cái rau này chữa được nhiều bệnh lắm đấy ạ. Vườn rau này, cái này phải hái được một rổ to. Vâng. Đây là vườn rau của bà giáo viên, cựu giáo viên nghỉ hưu. Bà nghỉ hưu năm nay là được bao nhiêu năm rồi nhỉ bà nhỉ? 10 năm rồi ạ. Đấy.
Và giáo viên nghỉ hưu 10 năm rồi mà vườn rau của bà đây các bạn ạ. Bà rồng, bà có hai ông bà thôi nhưng mà ông bà rồng, ông bà phục vụ cho ba cô con gái, ba gia đình nữa. Còn các em nữa. Hay là bà rồng đủ các thứ. Vườn rau đầu bên kia thì là ngô. Có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Nhà nước cho bà nghỉ hưu. Thế nhưng mà về nhà thì bà có nghỉ hưu đâu các bạn. Đấy, các bạn nhìn xem. Vườn rau của bà đúng là không gì bằng có sức người. Bà ngày đêm làm vườn rau này. Bà chỉ xuống bà đội đèn đội bắt rau ban đêm nhé. À quên, bắt sâu ban đêm nhé. Nhưng mà vườn rau của bà sạch bong, chả có một con sâu nào hết cả. Những tấm gương này mình lên học hỏi các bạn ạ. Thật sự là học hỏi các tấm gương này. Người già nhưng trí không già. Nhà nước cho nghỉ hưu nhưng bà có nghỉ hưu đâu. Các bạn hãy ủng hộ cho mình bằng nhấn like, chia sẻ.